Đợt này bác Phạm Hoàng đi chơi thăm ấy ạ. Bác chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình rồi nên là bác đưa tụi nhỏ này đi giải ngố trên thành phố một chuyến nữa. Vâng. Mình cùng với bác vào trong này để mua vé xe để bác chuẩn bị đến Sapa bác ạ. Đấy. Thế nào, mệt không? Hàng sao đấy? Hôm nay bác Phạm Hoàng đưa nhóc và bọn mình đi giải ngố ở trên Vincom. Đây, cả ngân các thứ nữa. Đây, thành phố Sơn La này các bạn. Ở gần khu Vincom thôi. Và không biết đi thang máy. Đây, cho Đinh Kiều vào khu này, khu vui chơi này nhỉ. Thế hả? Có biết chơi không? Biết chơi không? Không à? Đưa bọn trẻ con vào trong này để mua một số đồ. Điệp mua đấy cái ô tô kìa. Cái nào? Được chơi được không? Không chơi đâu, bên nào? Bên đấy được không? Bác đưa Hằng với Kiều Linh vào trong này mua một ít đồ. Bác đưa bọn trẻ con vào trong này để ăn pizza. Chắc là lần đầu tiên ăn pizza, mình cũng chưa ăn bao giờ.
Sao đấy, lạnh à? Gà, nước coca đúng không? Hả, có pizza rồi à? Đội bên kia có rồi à? Thế nào Kiều, hôm nay được ăn pizza hồi hộp không? Chưa được ăn lần nào ấy nhở? Đấy, ô pizza này. Một cái pizza mùi thơm tức nhỉ, Trúc nhỉ? Thơm không? Thế nào đói chưa Nghiệp với Điệp? Đói chưa? Không chưa? Có biết ăn không? Ông bà ăn riêng. Đâu mấy đứa biết ăn không? Ăn khó à? Không phải cầm cái dĩa kia để giữ chứ. Đấy, rồi, chúc mừng mình nhé. Đấy, mỗi đứa một đùi gà chiên nữa. Bánh pizza, mời các bạn nhé. Anh xem kìa. No rồi à Linh? Ngồi ngoan quá nhỉ. Bánh không ăn hết à? Ăn hết đi. À đi tìm mì cay đấy à? À đi mua mì cay. Đâu đấy, đâu đấy. Tối rồi về thôi các bạn ơi. Hôm nay khao món gì đấy Khai ơi? Gà hớp. Gà hớp à? Bữa tối hôm nay lại có gà hớp ăn các bạn ạ. Lúc đấy đi ăn đùi gà chiên rồi, hôm nay lại có thịt gà tiếp này. Chín chưa? Cho nó nhừ nhừ một tí. Cho nó mềm một tí. Ôi, chín rồi. Nóng nhá. Nhìn hấp dẫn quá nhá. Béo nhờ con gà này Khai nhờ. Này các bạn ơi, nhừ ngon quá. Rồi đây bữa cơm tối này các bạn. Hôm nay mẹ Hằng ở nhà chuẩn bị một món cơm, một bữa cơm tối. Món thịt gà nhờ. Thịt gà hớp đấy.
Đây. Cái cơm tối. Mời các bạn nhé.